Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đây là đề xuất của Chính phủ trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển về kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Quy định này nhằm thể chế hóa một số bước chủ trương, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo. Như vậy, quy định này giúp gia tăng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng mà ngân sách nhà nước không phát sinh tăng nhiều. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ bảo hiểm y tế, còn trợ cấp hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo từ thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Ngoài ra, theo tính toán, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm với mức tiền lương tháng đóng bình quân như hiện nay. Nếu người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà lựa chọn hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội ngay từ khi đủ tuổi nghỉ hưu thay vì phải chờ đến 75 tuổi. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả công tác này. Theo kế hoạch, các bộ ngành địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm nay. Các bộ ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình khác đăng tải cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều luật trên các cổng trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng. Thưa quý vị, từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15 tháng 4 âm lịch đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới, được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 4 để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Ở nước ta, ngay từ những ngày đầu tháng 4 âm lịch, khắp nơi Phật tử đã tổ chức ngày lễ trọng đại này, tưởng nhớ ngày Đức Phật sinh ra và cầu quốc thái dân an. Dành chọn một ngày để tụng kinh, niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, hướng tới đạo hiếu, tu tâm, làm việc thiện. Đó là những hoạt động được các Phật tử ở chùa Kim Chi, thành phố Hải Dương phát nguyện trong tháng lễ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Với tư cách của một người công dân Việt Nam, nhà chùa luôn mong muốn được thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Và nhà chùa cũng theo lời của Đức Phật dạy là sẽ gieo duyên lành đến muôn nơi và hướng dẫn Phật tử cùng tu tập để theo con đường chính pháp của Đức Phật để bước đến cái chân thiện mỹ. Sau khi nghe những cái lời giảng đạo của sư thầy thì càng thấy mình nên làm thật là nhiều việc thiện hơn nữa và sẽ cố gắng là làm sao để chia sẻ thật là nhiều cho những cái mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi mong muốn cho các con của tôi hướng tới cái thiện từ nhỏ để sau này sau khi ra cuộc sống thì các con sẽ được làm những điều thiện, điều tốt cho xã hội. Tháng 4 âm lịch được coi là tháng của Phật giáo với nghi lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Đây là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, gắn với hình tượng của một nhân vật lịch sử. Đối với mỗi tín đồ Phật tử, ngoài ý nghĩa tưởng nhớ, tôn vinh Đức Phật, ngày nay còn mang một ý nghĩa thiêng liêng nhắc nhở mỗi người không ngừng nỗ lực tu tâm, hướng thiện, noi theo lời dạy và cuộc đời của Đức Phật. Mời tất cả bà con về dự lễ trước là để ta biết về cái ý nghĩa ngày tắm Phật. Phật tử được múc những gáo nước, tắm lên nhục thân của Ngài. Cái tắm cho Ngài đó là để cho các Phật tử có được một cái thấy là không phải ta múc gáo nước này để ta tắm cho Ngài,
mà là đang gột rửa và tắm cái thân tâm ta hàng ngày trong từng giây từng phút. Cái thứ hai nữa là ta được ăn cơm chay, ta được có mặt cho nhau, ta trở về chùa ta gặp được những cái nguồn năng lượng an lạc, thì bà con nhân dân ở đây về rất là vui và hoan hỉ. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo cho cái công tác là phát triển người dân địa phương hưởng ứng cái ngày này càng ngày càng tốt hơn, để làm sao hướng tới cái việc mà hướng thiện cho người dân trong cái công tác hiểu được sâu sắc hơn về cái ngày Phật đản sinh, cái ý nghĩa của ngày Phật đản sinh và thực hiện cái công tác tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương. Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng, thực hành ăn chay và giữ ngũ giới, thực hành bố thí và làm việc thiện. Thông qua các hoạt động này là dịp để mỗi người con Phật nhận diện về vai trò của mình đối với trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo đúng phương châm của Đạo Phật, sống tốt đời, đẹp đạo. Chuyển sang một số các tin tức đáng chú ý về đời sống dân sinh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình hạn hán thiếu nước cục bộ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thuộc Trung Nam Trung Bộ. Tình hình hạn hán khu vực Tây Nguyên có xu thế giảm dần. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều những cảnh báo về hạn hán, sụt lún và nguy cơ đi kèm các khu vực này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo tổng lượng mưa từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Chuẩn sai lượng mưa tại các khu vực phổ biến thiếu hụt từ 30 đến 60 mm so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ có lượng mưa xấp xỉ đến cao hơn từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Khu vực Trung Trung Bộ, dòng chảy trên các sông ít biến đổi, tổng lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 5 đến 90%. Khu vực Nam Trung Bộ, dòng chảy các sông trên khu vực sẽ biến đổi, lưu lượng dòng chảy các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30 đến 80%, riêng tại An Hòa, lưu lượng dòng chảy cao hơn so với trung bình nhiều năm là 16%. Khu vực Tây Nguyên, dòng chảy trên các sông trên khu vực biến đổi theo điều tiết các nhà máy thủy điện, một số sông suối nhỏ xuất hiện dao động, tổng lượng dòng chảy các sông thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 14 đến 66%. Chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo tình hình hạn hán thiếu nước cục bộ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thuộc Trung, Nam Trung Bộ. Tình hình hạn hán khu vực Tây Nguyên có xu thế giảm dần. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, tăng giá thành và giá các lương thực, giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi.